Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng đón xem. Trong sáng nay, hàng ngàn người dân Trung Quốc đã căng sức dọn một khối lượng khổng lồ bùn đất và rác thải khi dư chấn động đất kết đôi với mưa, bão, lũ lụt hoành hành ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cho nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Mưa dài ngày đã gây lũ lụt trải dài trên 2.600 km từ Liêu Ninh tới Sơn Đông, Sơn Tây, gây ảnh hưởng tới nhiều cộng đồng dân cư và làm gián đoạn hoạt động giao thông trong vùng. Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn chưa kết thúc ở đó, khi hàng loạt dư chấn của trận động đất vào 2 ngày trước ở tỉnh Hồ Bắc khiến cho thành phố với gần 500.000 người dân đã ngập trong đống đổ nát do các tòa nhà bị sập. Ngoài ra, do mưa lớn trút xuống ầm ầm trong vài ngày gần đây, khiến vùng đất loang lổ khắp nơi đã làm cản trở công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do trận động đất xảy ra cách đây 2 ngày, khiến ít nhất 71 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Các lực lượng cứu hộ cho biết, mưa lớn đã khiến các tòa nhà bị hư hại do động đất có nguy cơ đổ sập, chưa kể ảnh hưởng của các dư chấn động đất. Việc sử dụng thiết bị hạng nặng để gạt bỏ đất đá cũng có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân bị vùi lấp bên dưới. Máy xúc và cần cầu đã được triển khai phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng này. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu nạn nhân bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra trong 2 ngày vừa qua kéo theo 32 dư chấn, phá hủy hàng trăm nhà dân cùng nhiều cao ốc, văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm mua sắm tại thành phố Meizu và khu vực lân cận cũng đã khiến 24 người thiệt mạng, hơn 855 người bị thương, trong đó có hơn 253 người bị thương nặng và có khoảng 25.000 người phải sơ tán. Bên cạnh đó, thì mưa lớn đã khiến nước sông dâng cao và chảy xiết, gây ra lở bùn, phá hủy nhà cửa, đường xá. Gần 100.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ đạt đỉnh tại thành phố Ly Thạch, Sơn Tây, Trung Quốc. Tại đây, khoảng 9.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại sân bay khi khoảng 85 chuyến bay bị hoãn và 15 chuyến khác bị hủy bỏ. Theo sân bay quốc tế Sunny Hills, đến 14h30 theo giờ địa phương, tức 13h30 theo giờ Việt Nam, tổng cộng có 13 chuyến bay phải hạ cánh tại các sân bay thay thế ở Trùng Khánh, Quý Dương, Côn Minh, Tây An, Việt Dương, Nam Sung và Nghi Tân. Trong khi đó, hơn 1,87 triệu người cũng bị ảnh hưởng do lũ lụt ở tỉnh Cam Túc, đã khiến 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 31.500 người phải sơ tán. Mưa lớn cũng gây lở đất tại huyện Chư Song, cho đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong liên quan đến lở đất. Theo giới chức địa phương, nước lũ tại hai con sông Gia Lăng và Dương Tử đã vượt mức cảnh báo ở mức lần lượt là 5,92m và 3,78m. Mưa lớn ở vùng thượng nguồn các con sông Gia Lăng, Dương Tử, Giang Phố đã gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 6 năm qua. Bộ Kiểm soát Khẩn cấp đã cung cấp các đồ cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm do lũ ở Tứ Xuyên và Cam Túc từ sáng nay, bao gồm 8.000 lều, 8.000 giường gấp và 50.000 áo khoác cùng chăn bông. Đồ cứu trợ cùng các đội cứu hộ đến khu vực lũ và thành phố Đức Dương, Tứ Xuyên và Định Tây, Cam Túc để phối hợp với các nỗ lực giải cứu người dân gặp nạn. Mưa lớn cũng gây thiệt hại mùa màng và thủy sản cũng như các nhà kính trồng rau và trại gia súc tại tỉnh Tứ Xuyên. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi hàng trăm loại cá biển sâu được cho là mang điềm báo về thảm họa thiên nhiên bỗng trôi dạt vào bờ biển thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, khiến nhiều người lo ngại. Bởi loài cá này được xem là nhà tiên tri có thể dự báo thảm họa thiên nhiên khủng khiếp. Thông tin này cũng ngay lập tức được tờ báo Nikkei của Nhật Bản đưa tin. Theo đó, vào buổi sáng ngày hôm qua, ngư dân ở thị trấn Lục Trấn, tỉnh Giang Tô hoang mang khi chứng kiến hàng trăm cá rồng biển với đủ kích thước khác nhau. Con cá rồng biển dài nhất được ghi nhận 25m phủ trắng cả bờ trông rất kinh dị. Chúng là giống cá có thân dài nhưng trắng, phần thân ngang khá mỏng cùng vây lưng chạy dọc theo toàn bộ chiều dài thân. Hầu như tất cả những số cá này đều chết, một vài con thì trong tình trạng thoi thóp thở. Sự việc lạ lùng này cũng nhanh chóng thu hút các chuyên gia đến nghiên cứu. Theo văn hóa truyền thống của con người Trung Quốc cổ đại, cá rồng dài là loài sinh vật có thể dự báo thảm họa động đất, sóng thần, vì chỉ sống ở vùng biển sâu. Một khi người ta phát hiện cá rồng biển ở các vùng nước nông, có nghĩa là có điều bất thường sắp xảy ra. Vì trong lịch sử, sau sự xuất hiện của loài cá rồng biển thì sau đó một tuần xảy ra một thảm họa động đất ở Đường Sơn, Tứ Xuyên cướp đi hơn 87.000 sinh mạng, hay sự xuất hiện của cá rồng biển năm 2011 ở Nhật củng cố thêm về truyền thuyết này. Cụ thể, năm 2011 trước trận động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật, người ta cũng nhìn thấy cá rồng biển. Thảm họa động đất, sóng thần sau đó gây rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, làm hơn 20.000 người chết. Ngay cả tên tiếng Nhật của thông điệp từ cung điện của vua rồng cũng mang ẩn ý về sự liên quan của loài cá này với thiên tai trong quá khứ.
Trước sự lo lắng của người dân vì những điểm báo ở Trung Quốc trong những năm gần đây không thể xem thường, ngay cả những người vô thần cũng phải tâm phục khẩu phục. Và nhất là thời gian gần đây ở Trung Quốc ghi nhận hàng trăm những thảm họa liên quan đến địa chấn. Giáo sư Lin Chun, một nhà địa chắc học tại Trường Đại học Bắc Kinh, cũng cho rằng sự lo lắng của cư dân mạng là không cần thiết. Tôi không phải là chuyên gia về cá, nhưng không có tài liệu khoa học nào chứng minh được mối liên kết giữa hành vi của động vật với hoạt động của địa chấn. Không có lý do trị để lo lắng, và cũng không thấy báo cáo cập nhật nào về sự gia tăng của hoạt động địa chấn trong nước những tuần gần đây. Còn về sự việc những con cá giạt bờ và chết thì vẫn chưa được giải thích. Trong một diễn biến khác, vào đêm ngày hôm qua, bầu trời thành phố Thượng Hải xuất hiện sấm chớp dữ dội. Người dân không ngừng chia sẻ trên mạng xã hội rằng cảnh tượng ngoài trời còn đáng sợ hơn cả trên video. Khi trời đang mưa thì xuất hiện vài tia sét là chuyện bình thường, nhưng điều đó xuất hiện dày đặc với nhiều hình dạng, màu sắc các loại mang điểm báo không lành. Năm nay ở Trung Quốc, tiết kinh chập lại đến thất thường hơn, khi mà nó xuất hiện sẽ lại mang hình thù dị dạng, lúc màu xanh trải dài, lúc màu cam với âm thanh long trời lở đất. Chính nguyệt đã lôi trong văn hóa phương Đông mang điểm báo không lành, đó là những điểm vừa gì. Tháng 6 sét đánh xương người chất đống, dự báo năm nay xuất hiện ôn dịch hoành hành, số người nhiễm trên quy mô lớn, thậm chí nhiều tử vong vì dịch bệnh. Có thể thấy, thời gian gần đây đã có quá nhiều cơ chết vì dịch bệnh COVID-19, thảm họa thiên tai không ngừng xảy ra. Trung Quốc hiện tại đang đối mặt với dịch bệnh viêm phổi, lại thêm norovirus gây bệnh viêm dạ dày ruột, dịch cúm gia cầm, dịch hạch cũng chưa có dấu hiệu dứt hẳn, và 400 tỷ con châu chấu đang băng qua Biển Đỏ, tiến vào châu Á, nhắm thẳng Trung Quốc mà lao tới. Có thể nói, năm nay là một năm tai họa và nhiều biến động đối với Trung Quốc. Trong khi đó, một đoạn video 252.000 tia chớp chỉ trong 12 giờ, oan khí quá nhiều, trời thương khóc. Từ 8 giờ tối ngày hôm kia, các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam và Thượng Hải ở miền Trung Trung Quốc có sấm chớp rền vang, mưa to, gió lớn, số lần chớp giật lên tới 252.000 lần. Nhiều người dân đã thức tỉnh. Theo tin tức trên Weibo chính thức của Thời tiết Hồ Bắc, tỉnh này đã xuất hiện 44.227 tia chớp trong 12 giờ. Sét giữa đám mây là 11.235 lần và sét đánh từ mây xuống đất là 32.969 lần. Ở phía nam và phía đông tỉnh Hồ Bắc xuất hiện mưa vừa đến mưa to, mưa lớn cục bộ hoặc mưa xối xả. Trong khi đó, Vũ Hán đã đưa ra 8 cảnh báo thời tiết trong vòng 3 giờ. Nội thành nhiệt độ cao 35 độ đột ngột đổi sang mưa to, gió lớn. Một số người dân Vũ Hán biểu thị cảnh tượng tối hôm qua rất khủng khiếp, cửa sổ không ngừng rung lắc và trận mưa lớn đáng sợ nhất kể từ khi sinh ra. Một số người nói rằng tiếng sấm đêm qua không phải làm ầm mà là tiếng động mạnh răng rác, ánh sáng của tia sét xuyên qua thềm cửa rất chói mắt. Những người khác nói mí mắt dường như chỉ để trang trí, không đeo bịt mắt, không ngủ được, tia chớp như mỗi đợt càng sáng hơn. Theo video, mái nhà của hơn mười mấy hộ dân Trang Nguyên, Sùng Dương, Hàm Ninh, Hồ Bắc đều bị lật tung. Đồ đạc và các thiết bị điện trong nhà đều bị đập nát, diện tích hoa màu và hàng trăm nhà kính, trái cây đều bị gió thổi ngã. Có cư dân mạng nói rằng mái nhà ở Ngạc Châu cũng bị thổi tung. Trong khi đó, từ 4 giờ chiều ngày hôm kia đến 4 giờ chiều ngày hôm qua, tỉnh Hồ Nam cũng trải qua 32.451 tia chớp. Nhiều khu vực như Trường Sa, Thượng Đất Lâu Đề, Ích, Dương, Trương Gia Giới cũng xuất hiện mưa lớn và mưa đá. Ngoài ra, có video cho thấy những tia sét to phát nổ trên bầu trời đêm Trường Sa như muốn xé toạc một cái cây. Một cư dân mạng nói, sấm ở Trường Sa tối qua cũng rất đáng sợ, cảm giác như muốn nổ tòa nhà ra. Ông trời đang khóc cho những người dân Trung Quốc đã qua đời trong những đợt dịch bệnh lần này. Người người oán trách, người làm việc gì đều có trời cao, trứng giám, khí hậu bất thường, dịch bệnh lây lan không phải là hiện tượng bình thường. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin tức 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Quân đội Trung Quốc vừa cho biết đã xua đuổi một tàu tuần duyên Mỹ khi tàu này vào khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Trong phát biểu ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Điền Quân Lý cho biết đã giám sát và sau đó xua đuổi tàu Mỹ. Hành động của Mỹ đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, ông nói. Ông Điền cũng tố việc xâm nhập của tàu Mỹ cho thấy Mỹ là người tạo ra nguy cơ an ninh ở Biển Đông và là một bằng chứng rõ ràng nữa về sự bá quyền trong hàng hải và quân sự hóa ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ được cho là đã viết trên tài khoản mạng xã hội WeChat rằng lực lượng Trung Quốc vẫn duy trì báo động cao. Theo hãng tin Reuters, đây là một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và có khả năng đó là USS Chesterfield. Tàu đi qua eo biển Đài Loan gần đây, quân đội Mỹ tới nay chưa đưa ra bình luận nào.
Trung Quốc ngang nhiên đơn phương tuyên bố chủ quyền ở hầu hết Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong khi đó, Mỹ thường xuyên thách thức các tuyên bố chủ quyền này thông qua các hoạt động tuần tra tự do hàng hải PhoNOP và các tuyên bố khác. Trung Quốc thời gian qua đã ngang nhiên tuyên bố khoảng 90% diện tích Biển Đông thuộc lãnh hải của mình, bất chấp phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 bác bỏ yêu sách chủ quyền đường chín đoạn mà nước này đơn phương vạch ra. Trung Quốc còn thậm chí bồi đắp và quân sự hóa trái phép nhiều đảo nhân tạo ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bắc Kinh đã bị các nước phương Tây cáo buộc gây hấn và khiêu khích bằng cách triển khai hàng trăm tàu hải cảnh và tàu đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực này. Trước sự ngang ngược và các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc, Washington đã điều động nhiều máy bay và tàu chiến thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông. Mỹ cũng điều động các máy bay do thám, tàu nổi và tàu ngầm nhằm theo dõi các động thái của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ cho biết những hoạt động đó là cần thiết để đảm bảo quyền tự do hàng hải trong vùng biển tranh chấp, cũng như bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi pháp bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía Bắc Kinh. Vài năm nay, tình hình Biển Đông góp phần yên ắng khi thế giới chú trọng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, từ khóa Biển Đông được nhắc tới gần đây sau khi Philippines tố Trung Quốc giành vật thể nổi không xác định trên Biển Đông. Sự kiện diễn ra trước cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khi bà Harris thăm Philippines. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra thông tin về chuyện xua đuổi tàu Mỹ. Các thông tin này cũng không phải là lúc nào cũng được phía Mỹ xác nhận. Năm 2020, ông Điền Quân Lý cũng từng nói Trung Quốc đã theo dõi, cảnh báo và xua đuổi một tàu khu trục Mỹ. Sau đó, Hải quân Mỹ lên tiếng bác bỏ thông tin này. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam đối với các vùng biển được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Phản ứng về hoạt động của các nước ở Biển Đông, Việt Nam thể hiện quan điểm nhất quán rằng các hoạt động này cần tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển đã được quy định trong UNCLOS, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Trong một diễn biến khác, Hải quân Trung Quốc cuối tuần qua thông báo hai tàu đổ bộ tấn công Type 075 Hải Nam và Quảng Tây, số trên thân là 31 và 32 đã nhanh chóng đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo Hoàn Cầu Thời báo, hai tàu này gần đây hoàn thành các bài kiểm tra huấn luyện tập trung vào các năng lực cốt lõi như vận chuyển binh sĩ và phòng vệ. Các tàu đã tập trận bắn đạn thật nhằm đánh giá khả năng sử dụng khí tài. Trong đợt kiểm tra đội hình, hai tàu cũng đã ngăn chặn tên lửa và hoàn thành bài kiểm tra phòng không. Hạm trưởng Hứa Sách của tàu Quảng Tây nói rằng, từ khi chương trình huấn luyện bắt đầu, con tàu đã hoàn thành toàn bộ các nội dung và xây dựng năng lực tác chiến tổng thể như một tàu đổ bộ tấn công. Tàu Quảng Tây sẵn sàng tác chiến chưa đầy một năm sau khi biên chế. Tàu Hải Nam và tàu Quảng Tây lần lượt biên chế vào tháng 4 năm 2021 và tháng 12 năm 2021. Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, việc các tàu này xây dựng được năng lực tác chiến là kinh nghiệm quan trọng, giúp cho quân đội rút ngắn đáng kể giai đoạn từ khi nhận tàu cho đến khi sẵn sàng tác chiến. Ngoài hai tàu này, chiếc thứ ba của lớp Type 075 mang tên An Huy, số trên thân là 33, cũng đã được biên chế hôm vừa qua và đã thực hiện các cuộc huấn luyện theo hướng chiến đấu thực tế. Các nhà phân tích cho rằng việc biên chế và hình thành năng lực chiến đấu cho ba tàu chỉ trong chưa đầy 2 năm cho thấy sự khẩn trương của Trung Quốc trong việc phát triển các khí tài tiên tiến. Type 075 là tàu đổ bộ tấn công lớn nhất của Trung Quốc. Với độ choán nước 40.000 tấn, có thể mang theo 30 trực thăng. Mỗi tàu có thể mang theo 35 xe lội nước đổ bộ cùng 1.000 binh lính hải quân. Trung Quốc được cho là có kế hoạch đóng thêm 5 tàu Type 075 nữa. Thưa quý vị, tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 diễn ra gần đây, các chuyên gia quốc tế đã nhìn nhận và đánh giá tình hình Biển Đông trong biến động thế giới cũng như giải pháp để tiến đến một vùng biển hòa bình và bền vững. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, cục diện thế giới đã diễn ra những thay đổi nhanh chóng và chưa từng có. Những thay đổi trong thực tế địa chính trị vốn là điều không tưởng đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới, trong đó có cả các khu vực từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Các rủi ro địa chính trị toàn cầu và sự cạnh tranh giữa các cường quốc lớn đã làm trầm trọng thêm các vấn đề hiện có như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, lạm phát kèm suy thoái và đe dọa hòa bình và ổn định khu vực. Các kiến thức an ninh trên thế giới và ở khu vực đang có những thay đổi to lớn. Đây là những thách thức đa chiều, nhiều tầng lớp và khó nhận diện, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nêu.
Theo Thứ trưởng, một trong những lý do dẫn đến tình trạng này là sự thiếu hụt lòng tin và tinh thần hợp tác, nhất là đối với luật pháp quốc tế và các tổ chức đa phương. Việc không tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế có thể gây xói mòn dần trật tự quốc tế. Chia sẻ tại hội thảo, giáo sư Leszek Buczynski từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Australia nhận định, thách thức trật tự quốc tế từ xung đột Ukraine đã tạo xung lực trên nhiều nơi. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc đang có sự mở rộng về địa chính trị, sức mạnh hải quân cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định. Trước bối cảnh đó, những vấn đề tranh chấp trong khu vực, theo chuyên gia Australia, cần tìm đến những phương cách cân bằng địa chính trị trong lĩnh vực hàng hải. Ví dụ, những cơ chế như các đối thoại bộ tứ gồm Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc, AUKUS, Hiệp ước Australia, Anh, Mỹ, theo đó tìm đối trọng với ảnh hưởng từ Trung Quốc. Chuyện pháp lý cần đi kèm với địa chính trị làm nền móng. Nếu không, một cường quốc có thể quyết định đơn phương luật chơi, áp đặt các quốc gia khác trong hành xử thế nào, ông Leszek Buczynski khẳng định. Trao đổi về tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông COC, tiến sĩ U Sin Kun, chủ tịch sáng lập Viện Quốc gia về Nghiên cứu Biển Đông Trung Quốc khẳng định ASEAN và Trung Quốc cần xây dựng đồng thuận, tập trung vào những ý tưởng mới mở ra chương trình trong đàm phán. Bên cạnh đó, hai bên cũng cần xem xét cách thức hợp tác chung, mô hình chung cùng phát triển để khai thác lợi ích ở khu vực. Theo ông U, việc đàm phán COC là mục tiêu cần nỗ lực đạt được, cũng là vấn đề hết sức cấp bách nhằm đóng góp vào quá trình duy trì an ninh, quản lý hàng hải, giải cứu cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển trên Biển Đông. Chuyên gia người Trung Quốc cũng cho rằng Bắc Kinh và ASEAN hoàn toàn có thể hợp tác với nhau để xây dựng một COC có sức chống chịu với các ảnh hưởng đơn phương từ quốc gia khác. Trong khi đó, chuyên gia Pu Pochirak, giám đốc điều hành Viện Campuchia vì Hợp tác và Hòa bình, nêu ra các điểm vẫn còn gây rào cản cho đàm phán COC, bao gồm vi phạm địa chỉ pháp lý của bộ quy tắc, cũng như lòng tin giữa các bên đàm phán. Để COC có tính ràng buộc pháp lý, cần nhớ và có một điều khoản mạnh hoặc cơ chế thực thi rõ ràng, thậm chí hình phạt cho bên không tuân thủ. Nếu không có được điều này, COC cũng không khác DOC, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, chuyên gia này nhấn mạnh. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết chính sách của Việt Nam về Biển Đông là tôn trọng đầy đủ, thiện chí thực thi các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác biển dựa trên UNCLOS. Việt Nam coi trọng việc sử dụng bền vững và bảo tồn đại dương, biển và các nguồn tài nguyên trên biển. Thưa quý vị, vừa qua Hàn Quốc phải điều động máy bay chiến đấu để ứng phó sau khi phát hiện 5 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không Adis của nước này. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay quân đội nước này phát hiện 2 máy bay quân sự của Trung Quốc và 6 máy bay của Nga đi vào Adis của Hàn Quốc khoảng 5 giờ 50 phút sáng nay mà không báo trước. Ban đầu, 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc bay qua Adis ở vùng biển phía Nam và Đông Bắc Hàn Quốc. Vài tiếng sau đó, các máy bay này quay lại khu vực Adis cùng với 6 máy bay của Nga, gồm 4 chiếc Tu-95 và 2 chiếc Su-35. Quân đội Hàn Quốc đã điều động máy bay chiến đấu F-15K để theo dõi, nhưng cho biết các chiến đấu cơ của Trung Quốc và Nga không xâm phạm không phận. Adis là một vùng trời vượt quá không phận của một quốc gia. Nó cung cấp hệ thống cảnh báo sớm để giúp quốc gia này phát hiện những sự xâm nhập có thể xảy ra trong vùng không phận chủ quyền của quốc gia đó. Nếu một máy bay đi vào Adis mà không thông báo thì quốc gia lập Adis có thể đưa ra chiến đấu cơ để định dạng máy bay và xác định xem nó có phải là mối đe dọa đối với không phận nước mình hay không. Tuy nhiên Adis không thuộc không phận của quốc gia, do vậy bất cứ hành vi bắn hạ máy bay nào trong vùng Adis đều là bất hợp pháp, chiếu theo luật pháp quốc tế. Mặc dù tình hình chính trị ở Đông Nam Á vẫn khá ổn định so với các khu vực trên thế giới, nhưng nhiều quốc gia trong khu vực vẫn đầu tư khá mạnh mẽ vào các trang thiết bị quân sự, đặc biệt là lực lượng không quân. Theo giới chuyên gia đánh giá, Việt Nam và Singapore là hai quốc gia trong khu vực luôn ngang ngửa với nhau về sức mạnh không quân lớn. Với các máy bay chiến đấu hiện đại và độ bền cao, những chiến đấu cơ này có thể giúp bảo vệ chủ quyền trên biển và hoạt động trên một khoảng cách xa từ các căn cứ trên bộ. Tuy nhiên, vào năm 2015, sau khi nhận đủ 12 chiếc Su-30 MK2 thì Việt Nam chính thức vượt qua Singapore để trở thành quốc gia có nhiều máy bay chiến đấu hạng nặng nhất khu vực Đông Nam Á. Đội hình Su-30 của Việt Nam trở thành niềm ao ước của rất nhiều quốc gia trong khu vực và trở thành nỗi sợ hãi của những quốc gia muốn nhòm ngó vùng biển, vùng trời của Việt Nam. Vậy các bạn có bao giờ thắc mắc hiện nay Việt Nam sở hữu bao nhiêu tiêm kích Su-30 trong biên chế, sức mạnh của chúng như thế nào? Số lượng và chất lượng đó liệu đã đủ để Việt Nam tự tin cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo chưa?
Hãy cùng Tin Mới đi tìm câu trả lời ngay trong video này nhé. Thưa các bạn, máy bay Su-30 là dòng máy bay chiến đấu đa năng do tập đoàn Sukhoi của Nga sản xuất và bắt đầu phục vụ từ những năm 1996. Đây là dòng máy bay có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, từ tiêm kích đánh chặn giành ưu thế trên không cho đến chức năng cường kích những yểm trợ bộ binh trên bộ và tiêu diệt tàu chiến trên biển. Với Việt Nam đặc thù có vùng biển dài, thêm lục địa rộng lớn, những chiếc tiêm kích như thế này là không thể thiếu cho biên chế. Nó sẽ giúp quân đội Việt Nam vững vàng hơn khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực tế, trước khi Su-30 xuất hiện, quân đội Việt Nam đã đưa vào sử dụng một số dòng tiêm kích khác. Tuy chưa phải là đỉnh cao tiêm kích nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều cho không quân Việt Nam. Cụ thể, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đưa vào trang bị dòng máy bay tiêm kích hạng nặng Su-27 Fokker do Liên Xô sản xuất. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 1995 đến 1998, Việt Nam đã lần lượt tiếp nhận 12 chiến đấu cơ Su-27SK, Su-27UBK và Su-27PU. Đây là phiên bản tiêm kích phòng không có tên định danh là NATO là Flanker B. Tuy nhiên, với nhu cầu tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là trong thời gian gần đây, Biển Đông thường xuyên dậy sóng, việc cần bổ sung thêm lực lượng tiêm kích phiên bản nặng đô hơn là không thể không làm, và Su-30 bắt đầu được Việt Nam nhắm đến. Cho đến ngày nay, Su-30 đã trở thành lực lượng chủ chốt không thể thiếu trong không quân Việt Nam. Vừa qua, chắc chắn không ít bạn đã may mắn được chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn của những chiếc tiêm kích Su-30 trên bầu trời Hà Nội để chuẩn bị cho triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, rồi phải không ạ? Đây chính là dàn Su-30 phiên bản mới nhất, hiện đại nhất mà Việt Nam đang sở hữu. Nếu bạn nào chưa kịp nhìn tận mắt thì trong triển lãm diễn ra tới đây thì đừng bỏ qua nhé! Các bạn thân mến, vậy hiện nay Việt Nam sở hữu bao nhiêu chiếc tiêm kích Su-30, sức mạnh của các trung đoàn Su-30 của Việt Nam như thế nào? Theo thống kê và lịch sử trang bị máy bay Su-30 của Việt Nam cho thấy, những chiếc Su-30 đầu tiên được Việt Nam mua lại vào năm 2003. Khi đó Việt Nam đã mua 4 chiếc Su-30 MK2V. Và một năm sau, vào năm 2004, thì 4 chiếc Su-30 MK2V đã được bàn giao và lần lượt có số hiệu từ 8531 đến 8534. Chúng được ngụy trang bằng lớp sơn màu xanh dương. Vào tháng 1 năm 2009, Việt Nam đặt mua tiếp 8 chiếc Su-30 MK2B và đến năm 2010 và 2011 thì 8 chiếc Su-30 MK2B này đã được biên chế chính thức trong quân đội Việt Nam và lần lượt có số hiệu 8535 đến 8541. Tháng 2 năm 2010, Việt Nam mua tiếp 12 chiếc Su-30 MK2V và 12 tiêm kích này có hiệu số từ 8571 đến 8582. Chúng được ngụy trang là màu xanh lá và nâu đất. Đến năm 2013, chúng ta lại tiếp tục mua thêm 12 chiếc Su-30 MK2V. Và cho đến hết năm 2016 thì hợp đồng 12 chiếc Su-30 MK2V mới hoàn thiện và các máy bay Su mới thực sự về tay quân đội Việt Nam. Có thể thấy rằng, tính đến cuối năm 2015 thì số máy bay Su-30 mà Việt Nam đang sở hữu là khoảng 32 chiếc, kèm 4 chiếc được giao trong năm 2016. Tổng cộng Việt Nam có khoảng 36 chiếc tiêm kích Su-30. Thế nhưng vào tháng 6 năm 2016 đã xảy ra một việc đáng tiếc. Cụ thể, trong khi huấn luyện trên chiếc máy bay Su-30 MK2V, phi công Thượng tá Trần Quang Khải, phi công cấp 1, tham mưu trưởng trung đoàn 923 và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi công cấp 3, phó phi đội trưởng phi đội 1, trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hoa Mắt, cách phía đông bắc bờ biển Vinh, Nghệ An khoảng 40 km. Các hai chiến sĩ đã hy sinh kèm theo một chiếc máy bay Su-30 bị phá hủy. Như vậy, đến cuối năm 2016, số máy bay Su-30 mà không quân Việt Nam đang có là 35 chiếc. Theo thông tin được biết, thì toàn bộ những chiếc Su-30 này hiện đang được biên chế cho 3 trung đoàn không quân, bao gồm Trung đoàn Không quân 927, gọi là Trung đoàn Lam Sơn đóng tại sân bay Kép Bắc Giang để bảo vệ vùng trời phía Bắc. Trung đoàn 923 gọi là Đoàn Yên Thế đóng tại sân bay Sao Vàng, Thanh Hóa, làm nhiệm vụ khu vực miền Trung, và Trung đoàn 935 hay còn gọi là Trung đoàn Biên Hòa bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa. Xem đến đây, hẳn nhiều bạn bè sẽ thắc mắc tại sao Việt Nam chỉ mua phiên bản Su-30 MK2V mà không phải phiên bản nào khác của Su-30. Thực ra, Su-30 MK2V được coi là phiên bản nâng cấp mới nhất từ máy bay Su-30K. Nó là phiên bản dành cho xuất khẩu, sau đó là phiên bản Su-30 MK và hiện nay là số 30 MK2.
còn nhãn hiệu 2V là ký hiệu dùng để xuất khẩu cho một số quốc gia nào đó. Ví dụ như phiên bản dành cho Ấn Độ là Su-30MK1, dành cho Malaysia là Su-30MKM, cho phiên bản của Việt Nam là số 30MK2V là dành cho Việt Nam. Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết đó là ở phiên bản xuất khẩu cho Việt Nam, nhưng tiêm kích Su-30MK2V đã được chúng ta yêu cầu có thêm một số cải biên để có thể gia tăng tính năng chiến đấu trên mặt biển. Chính vì vậy, Su-30MK2V cũng được đánh giá là phiên bản xuất khẩu mới nhất và hiện đại nhất. Nó mạnh hơn tất cả các anh em cùng cha các mẹ khác của nó, được xuất khẩu sang các quốc gia khác. Theo các thông số kỹ thuật mà chúng tôi có được thì số 30MK2V là loại tiêm kích đa năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ngày lẫn đêm, đơn giản cũng như phức tạp. Đây là máy bay quân sự có tốc độ siêu âm, có thể chiến đấu trên không và tấn công trên mặt nước, mặt đất. Ngoài ra, tốc độ bay cao nhất của Su-30MK2V hơn 2.100 km/h, gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Lượng nguyên liệu đủ hoạt động phạm vi 3.000 km, chiến đấu cơ có 12 giá treo, mang 8 tấn vũ khí, giá mỗi chiếc kèm theo khí tài trang bị lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Về khí tài, Su-30MK2V có thể gắn 12 quả tên lửa dưới cánh và thân máy bay, gồm tên lửa đối không, tên lửa chống hạm cao tốc, tên lửa chống radar. Các loại bom mang theo có bom đầu gắn camera chụp ảnh, có thể tự dẫn tới mục tiêu, bom trùm, bom cháy. Máy bay còn vũ trang một pháo 30mm. Với sức mạnh này, nó được mệnh danh là hổ mang chúa dũng mạnh nhất trên bầu trời. Ngoài ra, Su-30MK2V được trang bị thêm hệ thống điện tử hàng không tinh vi, đặc biệt cho chỉ huy điều khiển, thông tin liên lạc, máy tính, khả năng tình báo, giám sát, thu nhận mục tiêu và trinh sát. Chưa hết, nó còn sở hữu tầm bay xa đặc trưng, hiệu suất bay cao và cảm ứng mạnh mẽ của thiết kế Su-30 nguyên bản, và được trang bị một loạt vũ khí hiện đại như tên lửa chống hạm KH-31 Mark 3 và tên lửa phòng không R-77. Ngoài ra, thiết kế của tiêm kích cho phép hai phi công điều khiển máy bay, phi công ngồi trước điều khiển máy bay và phi công ngồi sau điều khiển vũ khí. Điều này dễ dàng cho việc tăng cường hiệu suất chiến đấu và máy bay có thể sử dụng hiệu quả cho việc đào tạo phi công mới. Tại Việt Nam hiện nay, các đơn vị phòng không không quân được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, sử dụng máy bay Su-30MK2V hiệu quả nhất và tích cực từng bước làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao trình độ kỹ thuật lái, khả năng chiến đấu cho đội ngũ phi công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có thể nói, đội hình Su-30MK2V hiện nay đang giữ vai trò xương sống của không quân Việt Nam. Các bạn thân mến, so với thế giới, số lượng tiêm kích của Việt Nam tuy không phải nhiều nhưng ở Đông Nam Á, Việt Nam vẫn được coi là quốc gia số 1 trong việc sở hữu những dòng tiêm kích hiện đại này. Với sự đồng hành của những hổ mang chúa, Su-30MK2V, không quân Việt Nam chắc chắn sẽ đủ sức làm chủ bầu trời và xuất kích để bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào, phải không các bạn? Thưa quý vị và các bạn, một số máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện gần đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, trong khi cơ quan phòng vệ của hòn đảo cũng nâng mức báo động chiến đấu. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết, một số máy bay quân sự Trung Quốc đã xuất hiện gần đường trung tuyến, ranh giới phân định không chính thức ở eo biển Đài Loan. Ngoài ra, một số tàu chiến Trung Quốc cũng xuất hiện ở khu vực này. Từ ngày hôm qua, Bộ Đài Loan điều động máy bay theo dõi. Theo nguồn tin, cả tàu chiến và máy bay Trung Quốc đều di chuyển gần đường trung tuyến trên eo biển trước khi quay trở lại. Trong khi đó, các máy bay Đài Loan cũng trong trạng thái sẵn sàng hành động. Truyền thông Đài Loan đưa tin, cơ quan phòng vệ hòn đảo cũng tăng cường mức độ báo động chiến đấu từ sáng ngày hôm nay đến chiều ngày kia, tổ chức sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông SCFPI. Ngày hôm qua cho biết, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ do tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu có thể đã tới gần đảo Đài Loan. Theo SCFPI, nhóm tác chiến tàu sân bay gồm tàu sân bay Ronald Reagan, hai tàu hải quân và đội bay với các máy bay chiến đấu FA-18, trực thăng và một máy bay trinh sát. SCFPI xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hiện cách Đài Loan khoảng 800 km về phía đông nam. Các động thái của Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm tới châu Á. Bà Pelosi dự kiến sẽ tới thăm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Hãng tin Financial Times dẫn các nguồn tin thạo cho biết, bà Pelosi dự kiến gặp nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày mai. Reuters cũng dẫn nguồn tin của báo địa phương Đài Loan Liberty Times cho hay, sau khi thăm Singapore, Malaysia, phái đoàn của bà Pelosi dự kiến đến Đài Loan vào 22 giờ 20 phút ngày hôm nay, nghỉ qua đêm trên hòn đảo và gặp lãnh đạo Thái Anh Văn vào ngày mai. Nếu bà Pelosi đến Đài Loan, bà sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Mỹ đến hòn đảo trong vòng 25 năm trở lại đây.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày hôm qua tuyên bố quân đội Trung Quốc không bao giờ ngồi yên và Bắc Kinh sẽ có những phản ứng kiên quyết và các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ông Triệu nhấn mạnh, vì bà Pelosi là quan chức cấp cao số 3 trong chính phủ Mỹ nên chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ dẫn đến tác động chính trị nghiêm trọng. Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Mến, M113 là một loại bọc thép bánh xích thủy bộ lưỡng dụng, ra đời vào cuối thập niên 1950 và ngay lập tức trở thành chiến thần trong các cuộc đụng độ của lục quân trên tất cả các chiến trường. Không chỉ nằm trong biên chế của lục quân Mỹ, gần 80.000 chiếc M113 đã được ra lò, có mặt trong lực lượng quân đội của gần 50 quốc gia trên thế giới và nó đã góp mặt trong nhiều trận chiến kinh điển. M13 cũng vừa được tung ra chiến trường Ukraine để đối phó với quân đội Nga. Ấy vậy mà mới đây xuất hiện một tin đồn rằng có một quốc gia đã giao bán hơn 700 chiếc M113 với giá rẻ hơn cả bán đồng nát. Tin đồn này đã khiến nhiều người suy sụp. Vậy quốc gia nào đã vung tay quá chán, vứt bỏ những chiến thần M113? Vì sao họ lại làm như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thưa các bạn, mới đây, những người quan tâm đến vũ khí quân sự đã vô cùng ngạc nhiên trước thông tin nước Ý đã giao bán 722 chiếc xe bọc thép bánh xích M113 với giá 3 triệu euro, tương đương với khoảng 2,9 triệu đô la Mỹ. Nếu tính ra tiếng Việt thì sẽ rơi vào khoảng 66,7 tỷ đồng. Như vậy, một chiếc xe M113 sẽ có giá ở mức vài chục triệu đồng. Không biết tính sơ sơ như vậy đã đúng chưa? Nhưng rõ ràng là những chiến thần bọc thép một thời lừng lẫy trên chiến trường hiện đang bị ngã giá như bán cho đồng nát, quả thật là đáng tiếc phải không các bạn? Vậy lý do ở đây là gì? Phải chăng nước Ý đang thừa tiền hay quân đội Ý đã có một cuộc thay máu về vũ khí hay những chiếc M113 đã có vấn đề? Sau khi tìm hiểu trên truyền thông nước Ý và truyền thông của NATO, chúng tôi biết được sự thật đằng sau câu chuyện nước Ý bán xe bọc thép theo giá đồng nát là có thật. Và đúng là họ bán đồng nát chứ không phải bán vũ khí, thưa các bạn. Số là cách đây nhiều năm, những chiếc M113 đã được nước Ý phi quân sự hóa và cho vào kho nằm trong một thời gian dài không qua sử dụng. Các phương tiện này đã được phi quân sự theo hiệp ước và các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu. Theo hiệp ước này, các loại vũ khí bị liệt vào danh sách sẽ được yêu cầu quốc gia đó tìm cách làm biến dạng hoặc cắt thành những thành phần quan trọng để tránh việc nó được tái sử dụng nhằm mục đích quân sự nào đó. Các hoạt động phi quân sự hóa vũ khí bao gồm việc xác định, loại bỏ và xử lý một cách chuyên nghiệp loại vũ khí đó nhằm không gây ô nhiễm môi trường và tối ưu hóa nguồn thu phế liệu cho quốc gia đó. Thưa các bạn, nước Ý không làm nhiệm vụ này mà chính cơ quan mua sắm và hỗ trợ của NATO, viết tắt là NSPA, sẽ là tổ chức đứng ra xử lý các loại vũ khí phi quân sự hóa thuộc các nước trong khối. Tổ chức này đã ký hợp đồng với Montabetti, SPA và một số đơn vị khác để thực hiện phi quân sự hóa, thao gỡ và xử lý 500 xe bọc thép chở quân M113 của Ý. Tổng số xe bọc thép M113 buộc phải bán đồng nát của Ý là 722 chiếc. Sau khi bán đồng nát thì nước Ý sẽ thu về số tiền là 3 triệu euro như chúng ta tính toán ở trên. Những điều quan trọng nhất của dự án đồng nát này là việc ngoài xử lý kim loại đen và kim loại màu thu hồi chiếm 90% số lượng xe được tái chế mà không làm giảm chất lượng, góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn và bảo vệ khí hậu. Ngoài ra, việc bán hơn 8 triệu kg phế liệu thu hồi trên thị trường kim loại phế liệu toàn cầu đã được ra doanh thu dòng 3 triệu euro cho Ý. Các chuyên gia vũ khí của NATO ước tính dự án xử lý những xe bọc thép M113 còn giúp nước Ý hạn chế được khoảng 41.000 tấn CO2 cho việc hưởng ứng vào công tác bảo vệ môi trường của châu Âu, bởi CO2 là một trong những khí nhà kính chính gây ra hiệu ứng nhà kính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Trước đó, theo thỏa thuận Paris kêu gọi sự hạn chế nóng lên toàn cầu dưới 2 độ C, lý tưởng là 1,5 độ C. Để đạt được các mục tiêu này, lượng phát thải CO2 toàn cầu cần phải giảm xuống 45% vào năm 2030 so với mức 2010 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Vì vậy, thông qua quan hệ đối tác hỗ trợ phi quân sự hóa và xử lý các vũ khí của Ý, cơ quan mua sắm và hỗ trợ NATO đã giúp nước Ý đóng góp vào nỗ lực của các quốc gia NATO trong việc giảm lượng khí thải carbon quân sự bằng cách tiết kiệm các nguồn tài nguyên năng lượng CO2 sơ cấp và giảm sự phụ thuộc vào các nguyên liệu thô và nguyên liệu hóa thạch.
Thưa các bạn, xem đến đây có lẽ nhiều người sẽ có cùng một thắc mắc là tại sao nước Ý và khối NATO không mang bán rẻ những vũ khí này cho các quốc gia nghèo hơn mà phải phá hủy chúng để lấy đồng nát và bảo vệ môi trường. Đây cũng là câu hỏi được nhiều chuyên gia vũ khí đặt ra với NATO, thế nhưng tổ chức quân sự lớn mạnh nhất hành tinh này họ lại có cách nghĩ khác. Hay nói theo cách thông thường thì cái đầu của bọn nhà giàu nó nhiều sạn hơn mình nghĩ. Nhiều việc bán nhôm, thép, các kim loại mang tiền về và xử lý các vấn đề môi trường thì các vũ khí bị hủy bỏ chắc chắn là những loại vũ khí không còn được như mong muốn nữa, bán rẻ có khi còn mang tiếng. Theo các chuyên gia vũ khí của NATO thì sự thật là những chiếc M113 của Ý đã xuống cấp sau thời gian dài bị vứt ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đi kèm với những tính năng kỹ chiến thuật của chúng bị nhận xét không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chiến tranh hiện đại nữa nên việc dỡ bỏ là cần thiết. Các bạn thân mến, có một chút tiếc nuối khi trở lại cái thời hoàng kim mà M113 từng làm mưa làm gió trên các chiến trường và lập nhiều chiến công hiển hách. M113 được Mỹ thiết kế nặng tầm 12,3 tấn, dài 4,9m, rộng 2,7m và cao 2,5m. Xích xe rộng 38,1cm và có bánh răng rộng 15,24cm. Xích bên phải gồm 64 mắt xích, còn xích bên trái 63 mắt xích. Tuổi thọ của xích xe cũng rơi vào khoảng 4.900km và đôi khi đạt tới 14.400km một chiếc. Một chiếc M113 có thể chở một lúc 11 binh sĩ, lái xe, được bố trí ngồi bên trái phía trước xe và có một ngách ra vào mở phía sau. Xe trưởng thì được bố trí ngồi ở chính giữa thân xe và binh lính ngồi quay mặt vào trong khoang trên hai băng ghế. Ngoài những lúc chở binh lính thì các băng ghế còn lại có thể gập lại, tạo diện tích rộng khoảng 6m2. Có thể dùng để chở vũ khí, các vật dụng ra chiến trường. Tóm lại, nó là chiếc xe đa dụng có thể dùng với nhiều mục đích khác nhau khi tác chiến ở chiến trường, trong các địa hình đồi núi gập ghềnh. Thậm chí nó có thể bơi dưới nước mà không cần bất cứ sự chuẩn bị nào. Ngoài việc nâng tấm chắn ở phía trước để tạo sự ổn định, nó bơi nhờ sự chuyển động của xích. Điều đáng nói, với khối lượng nhẹ hơn nhiều loại xe bọc thép khác thì M113 có thể được chuyên chở bằng máy bay C-5, C-17, C-130, C-141 và có thể được thả dù xuống một cách dễ dàng. Chưa hết, những chiếc M113 còn được trang bị một súng máy 12,7mm, bắn hiệu quả 1.800m và hai trung liên 7,62mm bắn được về phía bên sườn. Chính vì vậy, nó được các binh lính NATO ví như một lô cốt di động. Người lính trong xe có thể chiến đấu trực tiếp thay vì ẩn nấp và chờ đến nơi quy định mới xuống xe để chiến đấu. Thưa các bạn, từ khi ra đời, M113 đã được kinh qua nhiều đời cải tiến, phát triển khác nhau. Ví dụ như nó có phiên bản M113A1 được lắp động cơ diesel GM6V53T công suất đạt 215 mã lực, nâng cao khả năng tự vệ và đạt hành trình lớn nhất. Hay như phiên bản M113A2 có thân xe là kết cấu hàn nối hợp kim nhôm 5083, vỏ giáp phía trước dày 38mm có thể chống được đạn 14,5mm, vỏ giáp hai bên thành xe dày từ 12-38mm, vỏ giáp phía sau dày 12mm có thể chống được đạn xuống 7,62mm. Hoặc đỉnh nhất là phiên bản M113A3 có vỏ giáp P900, phía trong thân xe có lớp giáp đệm chống đạn Kevlar, sử dụng động cơ diesel 6V53T 275 mã lực và hộp số tự động X204. M113 từng chiến đấu ở Trung Đông được sử dụng trong các cuộc đối đầu lâu dài và đẫm máu giữa Iran và Iraq trong các sự kiện ở Vịnh Ba Tư và cuộc tấn công năm 2003. Ấy thế nhưng dù là ở phiên bản nào thì với tuổi thọ hơn 60 năm thì nó cũng được coi là loại khí tài rơi vào tuổi nghỉ hưu và có thể về vườn để thay thế bằng những khí tài hiện đại, linh hoạt và cơ động hơn. Giới chức quân đội Mỹ cũng từng đánh giá xe bọc thép M113 không còn phù hợp với phương thức tác chiến động cơ hiện nay. Do đó, không thể cơ động kịp các đơn vị xe tăng Abrams và xe chiến đấu M2 Bradley. Đặc biệt, M113 là mục tiêu rất dễ tổn thương trong môi trường tác chiến đô thị và bom ven đường. Điều này đã được thể hiện rõ trong cuộc chiến tại Iraq. Đánh giá thì như vậy đấy, nhưng Mỹ và NATO vừa qua vẫn mạnh dạn gửi những chiếc xe thuộc hàng đồng nát này sang cho quân đội Ukraine, gọi là hỗ trợ khí tài để nước này chiến đấu với Nga. Phía Mỹ và đồng minh cho biết số trang bị này sẽ bù đắp một phần những tổn thất mà quân đội Ukraine phải gánh chịu. Thông tin này cũng đã khiến cho dư luận được một phen dậy sóng và đặt câu hỏi rằng tại sao Mỹ và đồng minh lại có thể viện trợ cho Ukraine những vũ khí mà bản thân họ đã đem đi bán đồng nát rồi.
Giải thích về vấn đề này thì phía Mỹ cho biết mặc dù M113 đã có tuổi đời khá cao nhưng hiện vẫn đang được sử dụng trong biên chế quân đội của 60 quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, phiên bản M113 Mỹ dự kiến gửi cho Ukraine là phiên bản mới nhất có động cơ diesel 275 mã lực và trọng lượng chiến đấu lên tới 14.000 kg. Tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 64 km/h, nổi được ở quãng đường 5,8 km/h, dự trữ nhiên liệu 480 km, sức chứa 13 người, súng máy M2HB 12,7mm được sử dụng làm vũ khí chính. Bộ giáp được làm bằng hợp kim nhôm và ở phiên bản cơ bản có thể chống được đạn súng máy 12,7mm, DSHK từ khoảng cách 200m. Thế nhưng các chuyên gia vũ khí vẫn thở dài khi biết rằng thực tế với sự phát triển của các dòng vũ khí chống tăng mới, M113 tỏ ra rất tổn thương và khung gầm đã lạc hậu để nâng cấp. Chính vì vậy, việc Ukraine sử dụng nó hiệu quả ra sao thì chỉ có trời biết, đất biết và quân đội Ukraine biết mà thôi. Nhìn mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc ngày càng trở nên thân thiết, chắc hẳn mọi người trong chúng ta đều muốn nghe một bài phân tích về những hành động của Campuchia trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Mới đây thì trang tin The Asian cũng đăng tải một bài viết rất đáng chú ý của hai tác giả người Campuchia. Bài viết với tiêu đề Chính sách đối ngoại của Campuchia cân bằng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bài viết này sau đó đã được trang tin Cambodia Daily dẫn nguồn và đăng lại. Sau đây, kênh xin gửi tới các bạn nội dung lược dịch của bài viết như sau. Campuchia đang ở vị trí thách thức chiến lược. Nước này có quan hệ chặt chẽ với hai đối thủ là Việt Nam và Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Campuchia đã gặp phải một tình huống khó khăn do tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam về vấn đề Biển Đông và những thách thức liên quan đến sông Mekong. Những thách thức địa chính trị này đã để lại rất ít chỗ cho Campuchia điều động chính sách đối ngoại của mình. Xem xét sự cạnh tranh chiến lược đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Hà Nội, Campuchia phải quản lý chặt chẽ quan hệ đối ngoại của mình để cân bằng giữa hai quốc gia này, vì cả hai đều là bạn thân của họ. Thất bại trong việc phát triển quan hệ ngoại giao và địa chính trị có thể đặt ra những rủi ro về kinh tế và an ninh đáng kể cho Campuchia. Chính phủ Campuchia hiện tại có quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Việt Nam từ những năm 1960. Vì vậy, việc lựa chọn quan hệ bất kỳ bên nào sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với bên kia. Hiện nay, quan hệ Trung Quốc-Campuchia đã đạt đến tầm cao mới khi Campuchia là một trong những đồng minh chủ chốt của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc đã cung cấp rất nhiều hỗ trợ cho Campuchia, đặc biệt là hỗ trợ về kinh tế và quân sự. Mối quan hệ rất có đi có lại. Để đáp lại sự ủng hộ của Trung Quốc, Campuchia đôi khi đã hành động có lợi cho lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Họ tự tin nghiêng về phía Trung Quốc, làm dấy lên mối lo ngại trong các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và các cường quốc như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tuy nhiên, mối quan tâm này đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, một người bạn của Campuchia và là đối thủ lâu năm của Trung Quốc. Khi Campuchia ngày càng liên kết với Trung Quốc, nó làm phức tạp mối quan hệ với Việt Nam. Sự cần thiết về duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Việt Nam tạo ra một thách thức đặc biệt đối với các chính sách đối ngoại của Campuchia. Nhìn lại lịch sử quan hệ Campuchia với Trung Quốc và Việt Nam, một cuộc kiểm tra ngắn gọn về lịch sử có thể rất quan trọng để hiểu các cách thức chính sách đối ngoại hiện tại của Campuchia đối với quan hệ Trung Quốc và Việt Nam. Năm 1978, có 400.000 quân Việt Nam đi cùng với 20.000 người Campuchia chạy trốn khỏi Khmer Đỏ đã tiến vào Campuchia. Cuộc tấn công của Việt Nam chống lại Khmer Đỏ năm 1978 được một số người coi là xâm lược bất hợp pháp, một số người khác thì coi là giải phóng dân tộc Campuchia. Từ năm 1979 đến năm 1990, chính phủ Campuchia do Việt Nam thành lập không được Trung Quốc và Hoa Kỳ công nhận là chính phủ hợp pháp. Trong khi đó, chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vẫn được công nhận là chính phủ Campuchia hợp pháp và nhận được sự hỗ trợ đáng kể về đạn dược và vũ khí từ Trung Quốc và Mỹ, mặc dù mất quyền kiểm soát đất nước và đang ẩn nấp dọc biên giới Campuchia-Thái Lan. Ví dụ, vào năm 1990, Khmer Đỏ đã nhận được 24 xe tăng T-59 của Trung Quốc và các hỗ trợ quân sự khác được chuyển qua biên giới Thái Lan. Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Khmer Đỏ trong những năm 1980 phần lớn được thúc đẩy bởi lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Trung Quốc sau đó đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vào năm 1979 như một hình phạt do việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia. Năm 1989, quân đội Việt Nam cuối cùng đã rút khỏi Campuchia do áp lực quốc tế. Sau đó, thì cơ quan chuyển tiếp Liên Hợp Quốc tại Campuchia, ATAC, đã được thành lập sau khi ký kết Hiệp định Hòa bình Paris vào năm 1991. Trung Quốc kể từ đó đã bắt đầu từ bỏ Khmer Đỏ và tìm kiếm các lựa chọn thay thế để tham gia vào chính phủ Campuchia mới được bầu.
Trung Quốc lần đầu tiên tham gia vào Đảng Hoàng gia và sau đó là Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Năm 1996, Trung Quốc chính thức mời các nhà lãnh đạo CPP đến thăm và cả hai nước đã có cuộc họp chính thức nhiều lần. Trong khi đó, Campuchia vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam. Việt Nam đã giúp Phnom Penh trở thành thành viên của ASEAN vào năm 1999. Việt Nam cũng là đối tác thương mại quan trọng của Campuchia. Mặc dù khối lượng thương mại Campuchia với Việt Nam tương đối thấp so với Campuchia và Trung Quốc, trị giá khoảng 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Khối lượng thương mại giữa Việt Nam và Campuchia là 3,37 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, tăng lên 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Một số lãnh đạo chính phủ Campuchia, trong đó có Thủ tướng Hun Sen, thường xuyên đến thăm Hà Nội. Năm 2018, cùng với các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Đảng CPP, ông đã đến thăm Hà Nội và bày tỏ lòng kính trọng đối với lễ tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Năm 2019, Thủ tướng Hun Sen đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Hơn nữa, mối quan hệ sâu sắc giữa Campuchia và Việt Nam có thể được hiểu thông qua đài tưởng niệm hữu nghị Campuchia-Việt Nam, đã được xây dựng ở hầu hết các tỉnh Campuchia để kỷ niệm chiến thắng Khmer Đỏ và mối quan hệ bền chặt giữa Campuchia và Việt Nam. Gần đây, Campuchia và Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự và hỗ trợ giữa hai nước trong giai đoạn 5 năm tới. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Campuchia, quan hệ song phương giữa Campuchia và Trung Quốc đã được phát triển mạnh mẽ vào năm 1997, khi CPP giành chiến thắng trong một cuộc đảo chính quân sự trước Đảng Hoàng gia, mở đường cho họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia trong năm sau khi chính phủ do CPP lãnh đạo sau đó bị cô lập và đối mặt với việc đình chỉ viện trợ từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các chính phủ phương Tây. Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ bằng cách cung cấp hỗ trợ dưới dạng vũ khí trị giá 2,8 triệu đô la Mỹ. Năm 1997, Trung Quốc cung cấp khoảng 6 triệu đô la Mỹ viện trợ. Quan hệ kinh tế giữa hai nước được củng cố khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Trung Quốc tăng từ 36 triệu đô la Mỹ năm 1996 lên 113 triệu đô la Mỹ năm 1997. Mặc dù Thủ tướng Hun Sen đã từng nói vào cuối những năm 1980 rằng Trung Quốc là gốc rễ của tất cả những gì xấu xa ở Campuchia, còn giờ đây Trung Quốc lại là bạn thân nhất của Campuchia, đã có sự ngờ vực đối với Trung Quốc trong giới lãnh đạo CPP. Tuy nhiên, sự ngờ vực như vậy bắt đầu biến mất khi Trung Quốc liên tục cung cấp viện trợ và FBI để đáp ứng nhu cầu kinh tế của Campuchia, trong khi Mỹ và một số nước phương Tây đã chỉ trích chính phủ Hun Sen về nhân quyền và các vấn đề chính trị. Sau khi Campuchia và Trung Quốc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2010, vai trò và sự hiện diện của Campuchia tại Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Năm 2014, Trung Quốc hứa sẽ cung cấp hỗ trợ phát triển của Campuchia từ 500 triệu đến 700 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Trong hội nghị Á-Âu tại Mông Cổ lần thứ 11 năm 2016, Trung Quốc cam kết 600 triệu đô la Mỹ trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018. Năm 2017, Trung Quốc cũng cam kết cấp 600 triệu đô la Mỹ hàng năm cho giai đoạn 3 năm từ 2017 đến 2019 để giúp cải thiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng ở Campuchia. Vào tháng 10 năm 2020, Campuchia và Trung Quốc đã ký một hiệp định thương mại tự do FTA cho phép Campuchia xuất khẩu 95% hàng hóa sang thị trường Trung Quốc miễn thuế, giúp cải thiện xuất khẩu của Campuchia sang Trung Quốc lên 25%. FBI giữa Campuchia và Trung Quốc là bằng chứng cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Campuchia và Campuchia ngày càng nghiêng về phía Trung Quốc. Đặc biệt là khi Liên minh châu Âu đã rút một phần chương trình thương mại khỏi Campuchia, tiếp đến là bước ngoặt trong quan hệ Campuchia và Trung Quốc. Quan hệ Campuchia và Trung Quốc đã bước sang một trang mới khi Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến vành đai và con đường BRI đầy tham vọng, cũng như các sáng kiến khác như hợp tác Lan Can Mekong. Theo các sáng kiến phát triển này của Trung Quốc, Campuchia nhìn thấy những cơ hội lớn trong việc thu hút Trung Quốc. Mặt khác, Việt Nam coi sáng kiến của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Sáng kiến vành đai và con đường đã thay đổi cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế của Campuchia. Tỉnh Sihanoukville là một trường hợp điển hình. Dòng vốn đầu tư của Trung Quốc vào tỉnh đã thay đổi đáng kể bộ mặt của nó. Chính phủ Campuchia thường tuyên bố rằng sự phát triển của Campuchia không thể tách rời khỏi viện trợ của Trung Quốc, và thậm chí còn đề cập rằng Trung Quốc là một người bạn kiên định. Mặc dù mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam rất tốt đẹp, nhưng các yêu sách lãnh thổ chồng chéo giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, đã thể hiện sự nghiêng về chiến lược của Campuchia đối với Trung Quốc trong mối quan hệ với Việt Nam và các thành viên ASEAN khác. Năm 2012, khi Campuchia là chủ tịch ASEAN,
Nước này đã bị chỉ trích vì mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, đặc biệt là khi các quyết định của họ đã dẫn đến việc ASEAN không xây dựng được tuyên bố chung liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Thất bại của ASEAN năm 2012 là một mức độ nào đó cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các quyết định chiến lược của Campuchia. Sự cố này khiến cho Hà Nội cảm thấy không thoải mái với Hun Sen, gây ra cảm giác thù địch cho người Việt Nam. Có một số lời buộc tội từ người Việt rằng Hun Sen là một kẻ phản bội. Đáp lại, Hun Sen đăng lên trang Facebook cá nhân của mình rằng: "Tôi trung thành với người dân Campuchia, nhà vua và vợ tôi. Việt Nam không phải là sếp của tôi. Tôi là lãnh đạo của một Campuchia độc lập có chủ quyền. Tôi ngang bằng với các nhà lãnh đạo Việt Nam về cấp bậc." Có một số lời buộc tội từ người Việt Nam rằng Hun Sen là một kẻ phản bội. Sau đó, với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Campuchia, mối quan hệ giữa Phnom Penh và Hà Nội ngày càng tồn tại nhiều sự nghi ngờ. Vậy vì sao Campuchia lại có thể tăng cường mối quan hệ khăng khít với Trung Quốc? Có ít nhất 3 lý do để giải thích được lập trường của Campuchia đối với Trung Quốc. Thứ nhất là Trung Quốc là nhà tài trợ song phương và là nhà cung cấp FDI lớn nhất cho Campuchia. Điều đó được thể hiện 43% vốn FDI vào Campuchia đến từ Trung Quốc, tạo ra 70% cơ hội việc làm cho người dân Campuchia trong các dự án phát triển hạ tầng khác nhau. Từ năm 1994 đến năm 2016, vốn FDI Trung Quốc và Campuchia đã đạt 14,7 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc cũng giúp tài trợ cho một số dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở Campuchia, bao gồm 6 cây cầu lớn và 3.287 km đường bộ. Năm 2019, Trung Quốc đã cung cấp 2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng đường cao tốc đầu tiên của Campuchia nối tỉnh Sihanoukville và Phnom Penh. Thứ hai là dường như có một sự khác biệt rõ rệt trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Campuchia và Việt Nam. Việt Nam đã chấp nhận Mỹ vì họ hy vọng Mỹ bảo vệ chủ quyền hàng hải của mình khỏi sự xâm lấn của Trung Quốc. Ngược lại, Campuchia tiến gần hơn đến Trung Quốc vì Trung Quốc cung cấp nguồn phát triển kinh tế và sự ủng hộ chính trị đáng tin cậy, và CPI cần duy trì quyền lực và sự thống trị ở Campuchia. Hơn nữa, việc quay lưng lại với Việt Nam giúp chính phủ hiện tại nhận được sự ủng hộ chính trị ở trong nước khi đảng đối lập lớn nhất hiện tại đã giải tán. Đảng Cứu Quốc Campuchia thường sử dụng quân bài Việt Nam để chống lại đảng cầm quyền. Thứ ba, dường như là ASEAN không hiệu quả trong việc cung cấp đảm bảo an ninh cho một quốc gia nhỏ như Campuchia. Năm 2011, Campuchia đã tìm đến sự hỗ trợ từ ASEAN để giúp giải quyết tranh chấp với Thái Lan về đền Phevia và khu vực xung quanh. Tuy nhiên, thì ASEAN đã không đưa ra được bất kỳ cơ chế giải quyết nào để giải quyết xung đột biên giới. Trên thực tế, ASEAN đã thất bại trước Campuchia bởi họ đã thất bại trong việc ngăn chặn một cuộc đụng độ quân sự giữa Campuchia và Thái Lan trong cuộc xung đột biên giới giữa hai nước này. Hơn nữa, khi Campuchia dường như bị kẹp giữa hai đối thủ cũ là Thái Lan và Việt Nam, một trong những lựa chọn khả thi nhất là tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ các quốc gia như Trung Quốc và Mỹ. Giới tinh hoa Campuchia hiện nay nhận thức rõ về mối đe dọa hiện hữu do Việt Nam gây ra vì họ luôn thận trọng khi đối phó với Việt Nam về các vấn đề biên giới và nhập cư. Do đó, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc có thể cung cấp thêm niềm tin an ninh cho Campuchia để cân bằng chống lại mối đe dọa từ láng giềng. Như một số nhà phân tích lưu ý, giới tinh hoa chính trị Campuchia coi mối quan hệ mạnh mẽ với Trung Quốc là một chiến lược khả thi để Campuchia xây dựng năng lực quân sự. Sự hỗ trợ của Trung Quốc là một công cụ hiệu quả để Campuchia phòng ngừa, chống lại Việt Nam. Suy cho cùng, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, quan hệ giữa các quốc gia với nhau thường xuyên thay đổi dựa trên lợi ích quốc gia của họ được xác định bởi nhóm tinh hoa chính trị. Như nhà ngoại giao Anh Neil Johnson nổi tiếng đã nói, không có bạn bè hay kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia, dân tộc là vĩnh viễn. Tuyên bố này đúng với việc tiến hành quan hệ quốc tế, vì các quốc gia thường xuyên thay đổi quan hệ của họ với các quốc gia khác khi lợi ích của họ thay đổi. Điều này áp dụng cho cách tiếp cận chính sách đối ngoại hiện tại của Campuchia đối với Trung Quốc và Việt Nam. Campuchia có mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam bắt đầu từ năm 1990. Tuy nhiên, quan hệ bắt đầu thay đổi khi Trung Quốc bắt đầu tăng cường sự hiện diện ở Đông Nam Á nói chung và Campuchia nói riêng. Để thúc đẩy lợi ích của họ, Campuchia và Trung Quốc đã củng cố mối quan hệ trong khi Campuchia tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính và quân sự từ Trung Quốc. Ở một mức độ nhất định, họ đã trả lại bằng cách giúp Trung Quốc thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình ở châu Á, bao gồm cả các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Khi quan hệ Trung Quốc-Campuchia trở nên mạnh mẽ hơn, nó tạo ra ảnh hưởng dễ nhận thấy trong quan hệ Campuchia và Việt Nam. Do đó, với vai trò quan trọng của cả Trung Quốc và Việt Nam đối với lợi ích kinh tế và an ninh của Campuchia, Phnom Penh cần đặc biệt thận trọng trong việc cân bằng giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Điều này giống như đi bộ trên dây vậy. Chiến hạm 016 Quang Trung của Việt Nam ta xuất sắc đánh bại chiến hạm của Hải quân Trung Quốc trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Game. Đáng tự hào phải không các bạn? Thông tin chi tiết như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
cụ thể thì tại cuộc thi Cup biển vừa qua, tổ trọng tài đã chính thức công bố kết quả cuối cùng của nội dung bắn pháo AK-176. Theo đó, tàu hộ vệ 016 Quang Trung đã vượt qua một cách ngoạn mục cả Nga và Trung Quốc để giành vị trí số 1. Được biết, Hải quân Trung Quốc hoàn tất phần thi trong 43 phút 22 giây, Hải quân Nga mất 47 phút 14 giây và đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam hoàn thành sau 43 phút 40 giây. Mặc dù hoàn thành nội dung thi nhanh nhất, nhưng đội tuyển Trung Quốc lại xếp ở vị trí cuối cùng do không bắn trúng mục đích. Trong khi đó, thì chiến hạm Nga Sovetsmi, tàu hộ vệ 016 Quang Trung của Việt Nam đều diệt gọn mục tiêu. Bắn pháo AK-176 được đánh giá là nội dung khó nhất của cuộc thi Cúp Biển trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế Army Game. Các tàu chiến tham dự sẽ phải tiêu diệt mục tiêu và biên thả trôi trên biển, có kích thước 19x5m, vì thế nên hướng thay đổi liên tục. Có những thời điểm địa ở hướng vuông góc với tàu nên tiết diện ngang khi bắn bị hạn chế. Mặc dù pháo AK-176 bắn ở chế độ cơ bản và đồng bộ tốt với radar, thế nhưng không may mắn khi trong phần thi ngày hôm nay, kíp pháo thủ trên tàu hộ vệ 016 Quang Trung đã vấp phải nhiều khó khăn do tình hình thời tiết. Trong điều kiện trời mù, có những thời điểm kíp pháo thủ đã không thể quan sát được mục tiêu bằng phương tiện quang học mà chỉ có thể theo dõi bằng radar. Sóng cấp 5 đến cấp 6, vận tốc gió có lúc đến 15m/giây đã làm ảnh hưởng đến vận tốc của tàu cũng như sự ổn định của đường bắn. Trong suốt quá trình thực hiện phần thi, thuyền trưởng tàu 016 Quang Trung đã phải điều động duy trì tàu ổn định ở vận tốc từ 5 đến 12 hải lý trên 1 giờ để tạo lợi thế về thời gian, đồng thời yêu cầu các vị trí tăng cường quan sát bằng mọi phương tiện, giữ khoảng cách đến bia theo đúng quy chế. Kíp bắn đã phải sử dụng kinh nghiệm để bù sai số trong những lúc khó quan sát mục tiêu. Đến lượt bắn thứ hai, kíp tàu đã có thể quan sát được bằng cả hệ thống quang học và radar để hiệu chỉnh chuẩn đường đạn, qua đó bắn trúng mục tiêu ở những loạt tiếp theo. Trung tá Đỗ Hải Long, một thành viên của tổ trọng tài cho biết, sau khi tàu 016 Quang Trung thực hiện xong bài bắn, trọng tài chính thức bắt tay chúc mừng các trọng tài Việt Nam, đồng thời dành lời khen ngợi về khả năng xạ kích của kíp pháo thủ trên tàu hộ vệ Việt Nam. Trong nội dung bắn mô hình mìn trôi bằng súng máy 14,5mm, trước đó, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng đã có phần thi tốt, kết quả là xếp thứ 2 sau đội tuyển chủ nhà Liên bang Nga với khoảng cách sát nút chỉ 11 giây và xếp trên đội tuyển Trung Quốc. Trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Game do Liên bang Nga đăng cai tổ chức và chủ trì, Việt Nam cử biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung sang để thi đấu cúp biển với 3 nội dung là kỹ năng hàng hải, dùng vũ khí của chiến hạm cho các mục đích được yêu cầu, điều động cố định bằng neo và buộc lái tàu vào các khâu cố định, đấu tranh chống chìm tại địa điểm huấn luyện trên bờ, cách sử dụng hiệu quả phương tiện cứu hộ trên biển và bắn pháo các bài tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không và market mìn trôi. Đây là lần đầu tiên mà tàu chiến Việt Nam được tranh tài ở một hội thao mang tầm quốc tế, đặc biệt là mang vũ khí thi đấu với chính quốc gia sản xuất ra loại vũ khí này. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8, các nội dung thi đấu chính sẽ diễn ra tại vùng biển ngoài khơi thành phố Vladivostok của Nga và biển Caspi giáp với Iran, với sự tham gia của 7 đội tuyển cùng có Nga, Trung Quốc, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Myanmar và Việt Nam. Trong đó, Vladivostok, tàu hộ vệ 016 Quang Trung của Việt Nam sẽ tranh tài với tàu Quảng Nguyên thuộc lớp tàu Type 06 Trung Quốc và tàu hộ vệ Sovetsny thuộc đề án 20380 của Nga. Các nước còn lại sẽ tranh tài trên biển Caspi. Các bạn thân mến, các bạn cảm thấy như thế nào sau khi nghe được những thông tin này? Comment chia sẻ cho chúng tôi biết để chúng ta cùng chung vui nhé! Và để niềm vui, sự tự hào càng được sâu sắc hơn, Tin Mới sẽ chia sẻ thêm thông tin cho các bạn về các đối thủ của chúng ta trong cuộc thi cúp biển vừa qua. Đầu tiên là về đội tuyển thủ chủ nhà Liên bang Nga với hộ vệ hạm Sovihani thuộc đề án 20380. Con tàu hộ vệ đa năng được đánh giá là mạnh hàng đầu của hạm đội Thái Bình Dương. Tàu được khởi đóng từ năm 2006 và chính thức hạ thủy vào năm 2015. Đây là một trong những con tàu hộ tống đầu tiên hiện đại bậc nhất thuộc đề án 20380 lớp Stegrusti với lượng dẫn nước toàn tải là 2.200 tấn, chiều dài 104,5 m, rộng 13 m, độ mớn nước 3,7 m, tốc độ tối đa là 27 hải lý trên giờ. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 15 ngày, tầm hoạt động là 3.800 hải lý, tương đương với 7.408 km. Sức mạnh lớn nhất của tàu phải nhấn mạnh đến hệ thống phòng không Polyman D-Rut được đặt thẳng đứng. Đây là gần như là phiên bản rút gọn của hệ thống phòng không tân tiến hàng đầu thế giới hiện nay S-400 Triumph.
có khả năng tốc chiến với nhiều đối tượng gồm tên lửa hành trình, máy bay không người lái UAV, máy bay chiến đấu trong bán kính 150 km và ở độ cao lên tới 30 km so với mặt nước biển. Tàu sử dụng tổ hợp 8 tên lửa hành trình chống hạm KH-35 với tầm bắn khoảng 130 km, thậm chí có thể lên đến 260 km với phiên bản KH-35U. Ngoài ra, tàu còn được tích hợp thêm cả hai súng máy 14,5mm MTPU, tổ hợp pháo tên lửa phòng không Kastan và hai ụ pháo phòng không AK-630M phục vụ phòng vệ và tấn công gần. Đặc biệt, Super Sandy được trang bị hệ thống pháo cực mạnh, đó là A-190 cỡ nòng 100mm. Hệ thống pháo này được đánh giá là chính xác và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với AK-176. Loại pháo này được trang bị trên tàu hộ vệ cỡ 2.000 tấn của Hải quân Liên bang Nga, có thể bắn những phát đạn trái phá đánh chìm các tàu chiến nhỏ. Loại pháo lớn này thời Liên Xô chỉ được trang bị trên các tàu khu trục cỡ 5.000 đến 6.000 tấn trở lên. Thế nhưng giờ đây, bằng hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại, Liên bang Nga đã đưa được cỡ pháo này tới những tàu chiến 2.000 tấn mà vẫn giữ nguyên được sức mạnh vốn có cũng như tăng cường hiệu quả chiến đấu gấp nhiều lần. Ngoài ra, lớp tàu Sterebuchi có hệ thống săn ngầm, không phải các hệ thống ngư lôi hay bom chìm kiểu truyền thống Liên Xô mà nó được trang bị một loại vũ khí hoàn toàn mới. Hệ thống chống ngư lôi chống ngầm PAK-NK với 8 ống phóng 330mm, đuôi tàu còn có một sân bay phục vụ cho trực thăng săn ngầm K-27 và máy bay không người lái nhiệm vụ trinh sát do thám tầm trung Orlan-10. Đó là sức mạnh của con tàu hộ vệ hạm Sterebuchi của Liên bang Nga. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin về tàu Quảng Nguyên thuộc lớp Type 056 của Trung Quốc. Type 056 là thế hệ tàu hộ vệ tên lửa tàng hình mới nhất của Trung Quốc, thiết kế có nhiều điểm tương đồng với Sigma 9113, loại tàu nổi tiếng của tập đoàn Damen Hà Lan. Thế nhưng Type 056 có kích thước nhỏ hơn và chi phí cũng rẻ hơn đáng kể. Tàu chiến lớp Type 056 dài 95,5m, chiều rộng 11,6m, lượng choán nước đầy tải là 1.500 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý trên 1 giờ. Tàu có tầm hoạt động là 3.500 hải lý ở vận tốc kinh tế 16 hải lý trên 1 giờ. Số lượng thủy thủ đoàn đầy đủ là 78 người. Type 056A là đời sau của Type 056. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai phiên bản được xác định là sonar kéo thụ động tần số thấp HSGG-206 đặt ở vị trí đuôi tàu. Khinh hạm Type 056A là lớp tàu hộ vệ hạng nhẹ hiện đang đóng vai trò chủ lực cho Hải quân Trung Quốc, được trang bị thiết bị săn ngầm đặc biệt, công nghệ tàng hình. Type 056A còn được gọi là bản săn ngầm. Tuy nhiên, nó vẫn còn nguyên năng lực tác chiến đối hải, đối không nhờ 4 tên lửa hành trình chống hạm IG-83, pháo hạm HPG-26 đi kèm radar điều khiển hỏa lực Type-347 và radar trinh sát Type-364 cùng với tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10. Hải quân Trung Quốc khẳng định Type-056A rất thích hợp khi sử dụng tại những vùng nước nông như xung quanh các đảo bãi đá trên Biển Đông, nơi mà họ đang chiếm đóng phi pháp. Với hơn 50 khinh hạm loại này, Type-056A sẽ góp phần gia tăng đáng kể khả năng tác chiến, đặc biệt là khả năng săn ngầm. Thậm chí họ còn tự tin khẳng định Type-056A còn có khả năng áp chế toàn bộ tàu ngầm của các quốc gia Đông Nam Á. Như vậy, có thể thấy, những đối thủ của chúng ta đều là những ông lớn sừng sỏ với uy lực cực mạnh đến từ những cường quốc hàng đầu thế giới về quân sự nói chung cũng như về hải quân nói riêng. Tuy nhiên thì Việt Nam chúng ta, một tân binh của Army Games đối với môn cắp biển đã xuất sắc đạt được thành tích cao trong cuộc thi và đặc biệt là còn có những phần thi giành chiến thắng ngoạn mục trước những đối thủ nặng ký này. Thành tích này chính là lời khẳng định đanh thép với bạn bè quốc tế nói chung cũng như Trung Quốc nói riêng về sự tinh nhuệ của quân đội nhân dân Việt Nam. Việt Nam ta tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu, đủ năng lực tổ chức tác chiến trên mọi địa bàn, mọi lĩnh vực để phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, lãnh thổ. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi mà Biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ta có thể làm chủ, khai thác tốt, vận hành đồng bộ và đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trên những chiến hạm với trang bị vũ khí hiện đại như Leopard 3.9 là điều vô cùng đáng hoan nghênh. Army Game còn được mọi người ví von là đấu trường Olympic quân sự của quốc tế. Với những thành tích vừa rồi của Việt Nam đã cho thấy khả năng hội nhập một cách nhanh chóng và vượt bậc của quân đội Nhân dân Việt Nam ta. Trung Quốc chắc chắn sẽ dè chừng hơn sau những gì mà Việt Nam đã thể hiện được tại đấu trường này. Từ đó, người dân cũng có thể hoàn toàn yên tâm về sức mạnh của quân đội nước nhà. Kết quả trên chính là bằng chứng thép về sự tinh nhuệ, kiên trung, cũng như trình độ năng lực khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại của Hải quân Nhân dân ta.
Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là duy trì môi trường hòa bình và ổn định trên biển nhằm mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời ưu tiên bảo vệ toàn vẹn lãnh hải bằng các biện pháp hòa bình. Trên cơ sở trật tự luật pháp quốc tế, Việt Nam luôn đề cao việc đấu tranh thông qua đàm phán, không mong muốn phải sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực. Tuy nhiên thì chúng ta luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu như chủ quyền lãnh thổ bị đe dọa xâm phạm. Các bạn thân mến, bên cạnh những nội dung chính mà chúng tôi vừa chia sẻ bên trên, chuyến đi tới Liên bang Nga lần này của Việt Nam ta còn nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga. Đây cũng là cơ hội tốt để Hải quân Việt Nam có thể tăng cường thêm quan hệ với Hải quân các nước tham gia thi đấu tại đấu trường Army Game năm nay. Đồng thời, Hải quân Việt Nam muốn tiếp tục gửi gắm thông điệp về hòa bình, hữu nghị, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau tới quân đội các nước cũng như bạn bè quốc tế.